Nằm định ngủ giấc mà buồn quá, ngủ không được luôn đó ta. Suy nghĩ hoài không biết sao mà nó đối xử với mình vậy ta. Có khi nào tại mình là bị gia nghiệp hoặc không? Hồi sáng quý vị nhớ cái vụ mà tôi nói cũng mấy mẹ chợ cá nè, tự nhiên nói tôi chi cho tôi nhiều chuyện, tôi thài lai do giờ nghiệp hoặc hữu bình nó chơi tôi một vố còn hơn là bò đá trứng cút nữa. Đi ra ngoài mua đồ cái mấy bả mới nói: Phúc Toàn ơi, mày thằng hữu bình nó có mời mày đám cưới không? Cái tôi nói có. Cái mấy bả nói với tôi vậy nè: Mấy thiệp, nói có một à, nó mấy tao đứa nào cũng dính hai thiệp nè, chuyến này đi đám cưới lòi con hết trơn. Tôi nghe vậy tôi mới về, tôi úp lên tôi nói là cái đám cưới mà mời đàn trai đàn gái mời hết là vậy nè quý vị. Phúc Toàn á thì nằm ở gần nhà Hữu Bình, còn mấy cái bà ngoài chợ cá đó, mấy bà nằm ngay cái đạn giữa đó, ngay cái chảng hai đó. Mấy bà nói là ba má của chú rể tao cũng biết, ba má của cô dâu tao cũng biết, nên mấy tao đứa nào đứa nấy đứa nào cũng hai thiệp hết, đi đàn gái ngày hôm qua bữa nay đi đàn trai luôn. Về cái tôi thấy cũng mắc cười, tôi xài like tôi up lên tôi nói tôi bị mờ hai thiệp, nhưng mà thật ra có thiệp mà quý vị. Cuối cùng có khi nào mình nói vậy bị nghiệp hoặc không ta? Bởi vì Ngũ Bình nó mới chơi mình vô quá khăm thiệt tình, miệng kiện cái thằng đồ ăn làm cho mình bệnh là như vậy nè. Trời ơi là trời, bớt bớt cái miệng chút đi Phúc Toàn ơi.